ta lại gặp nhau ở một video nói về quê hương Đô Lương của tôi nhá. Bây giờ tôi đang ở trong nhà thờ Nguyễn Văn, dòng họ Nguyễn Văn ở quê hương Đô Lương, Nghệ An các bạn nhé. Hôm nay là một ngày đặc biệt so với Tết Nguyên Đán, đó là ngày giỗ tổ tiên các bạn. Cái câu là Tết cả năm không một dằm tháng riêng, đó là cái câu này tôi cũng thấy rất là đúng. Quê hương tôi thì ngày là tháng riêng này thì là tất cả con cháu này, người có làm việc ở khắp nơi trên toàn quốc đổ về quê để ăn tầm tháng riêng của mình nhé. Đối với tôi thì Tết Nguyên Đán thì cái tuổi thơ và cái năm tháng riêng của tôi rất là to các bạn ạ. Nguyên văn của tôi có ba chi mỗi chi có một nhà thờ, ở đây là nhà thờ tộc các bạn nhé. Bên trên kia là Bác Hải tộc trưởng đó. Họ Nguyễn Văn, đây là các tổng viên ở bên dưới này. Tôi sẽ review cho bạn xem bên trong nhà thờ nhé. Các chi trưởng, anh Tuấn là trưởng chi 2 này. Các chi trưởng mặc quần áo vào để kính. Đây là cái lễ, đây là mỗi cái lễ này là xôi và gà của một gia đình tổng viên trong họ dâng lên tổ tiên của mình tại nhà thờ Nguyễn Văn các bạn. Đây khung cảnh bên trong nhà thờ rất nhiều gỗ các bạn này. Ông đánh mà. Ông đánh rồi. Trong ngày tầm tháng riêng này ấy, thì là có những mâm cỗ. Bây giờ thì vào bên trong nhá, các mâm cỗ được mở nắp ra. Đấy, đẹp không các bạn? Bên kia cũng có các mâm cỗ gà xôi. Ngày hôm qua là trưa ngày 14 xin lỗi các bạn, là tôi cũng có làm cái video về nhà thờ cúng tổ tiên ở dỗ họ chi 2 các bạn nhé. Nhưng hôm nay là trưa ngày 15 tháng 1 năm 2023 thì là đây là nhà thờ chính các bạn, nhà thờ chính của dòng họ Nguyễn Văn ở xã Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An của tôi, quê hương tôi thì có đến mười mấy, khoảng mấy chục cái nhà thờ cơ. Ví dụ như là mỗi họ thì có khoảng vài cái nhà thờ. Nhưng mỗi họ sẽ có một cái nhà thờ chính. Ví dụ như là họ Nguyễn Văn này thì có 3 nhà thờ, chi 1, chi 2 và chi 3. Nhưng mà nhà thờ chính thì sẽ ở là đây nhé các bạn nhé, là chi 1, nhà Bác Hải là tộc trưởng luôn. Bác mặc áo đỏ kìa các bạn. Bây giờ là lễ cúng các bạn nhé, các bạn thử quan sát là hai ngài áo xanh như là của hai chi. Đấy. Còn ngài áo đỏ ở giữa là tộc trưởng. Đấy. Còn ba ngài áo vàng
Ngài Áo Vàng đứng cầm mic, cả hai Ngài Áo Vàng ở bên trong là người đọc lễ cúng và người thắp hương các bạn nhá. Chính nguyện trang
quyết thập ngũ nhật nghệ an tình đô lớn nguyên xóm nhất nó thôn phùng thể đường thập nguyên văn thập thập trường hậu về thôn nguyên văn trung cúng thừa lê bãi cúng phùng thúc phùng nguyên văn hài đời tròn bảo nó thiên tòa xuất phẩm
chương trình khác như là mừng thọ này, rồi khuyến học này, các bạn tặng thưởng tộc trưởng sẽ đại diện dòng họ tặng thưởng cho những cụ 90 này, mừng thọ này, rồi các cháu, các thành viên trong học viên là có những thành tích học tập tốt. Đây là quang cảnh các tộc viên và thắp hương các bạn này. Dâng lên tổ hương những nén hương và những lời chúc tổ tiên, những lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn tổ tiên dòng họ Nguyễn Văn đã mang lại thịnh vượng, sức khỏe, bình an và lộc cho các tộc viên. Các bạn nếu mà có dịp thì xin mời tất cả các bạn về quê hương Đô Lương chúng tôi vào ngày rằm tháng riêng các bạn nhé, rất là vui. Tí nữa thì các tộc viên sẽ chúc nhau
bằng những chén rượu. Chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe cho nhau. Chúc tất cả các bạn, động viên, cộng đồng Nguyễn Văn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an.